CEO của Hook Entertainment bắt đầu bị điều tra về cáo buộc sử dụng sai quỹ. Một cuộc điều tra chính thức về cáo buộc lạm dụng tiền của giám đốc điều hành Hook Entertainment, Quan Jin Jang, đã bắt đầu. Vào ngày 1 tháng 12, Dịch vụ Thuế Quốc gia của Hàn Quốc đã công bố một cuộc kiểm toán đối với Quan Jin Jang và Hook Entertainment vì cáo buộc lạm dụng tiền của công ty cho các chi phí cá nhân. Tùy thuộc vào kết quả của cuộc kiểm toán, CEO này có thể phải đối mặt với các cuộc điều tra tiếp theo về tội trốn thuế và hơn thế nữa. Dịch vụ Thuế Quốc gia Hàn Quốc cho biết, Thông qua các hãng tin, chúng tôi biết được rằng giám đốc điều hành quan của Hook Entertainment bị cáo buộc sử dụng sai quỹ của công ty. Chúng tôi đã bắt đầu một cuộc điều tra nội bộ về lịch sử chi phí và hồ sơ tài chính. Trước đó, Deepak đã đưa ra nhiều cáo buộc đối với CEO Quan Dinh rằng và hành vi chi tiêu xa hoa của cô bằng thẻ công ty. Cuộc kiểm tra này tách biệt với cuộc đột kích của cảnh sát vào Hook Entertainment vào ngày 10 tháng 11 vừa qua. Theo Alok